Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm IbuTop. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Ibutop cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Farm chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần Itoprist HCL Tá dược vừa đủ Dạng bào chế Viên nén Công dụng Điều trị những triệu chứng về dạ dày ruột gây ra bởi viêm dạ dày mãn tính, cảm giác đầy trướng bụng, đau bụng trên, chán ăn, ợ nóng, buồn nôn và nôn. Cách dùng. Liều uống thông thường cho người lớn là 150 mg, 3 viên mỗi ngày, chia 3 lần, mỗi lần 1 viên, uống trước bữa ăn. Liều này có thể giảm bớt tùy thuộc vào tuổi tác và bệnh trạng của từng bệnh nhân. Chống chỉ định. Chống chỉ định cho những bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú trừ khi thực sự cần thiết. Chống chỉ định cho những người bị xuất huyết tiêu hóa thủng dạ dày ruột. Chống chỉ định cho những bệnh nhân Parkinson, tắc ruột. Tác dụng phụ. Giảm bạch cầu và giảm tiểu cầu. Phản ứng phản vệ. Tăng prolactin và trứng to vú ở đàn ông. Chóng mặt, nhức đầu, run. Tiêu chảy, táo bón, đau bụng, tăng tiết nước bọt và buồn nôn. Vàng da. Phát ban, mẩn đỏ, ứa. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm OPV Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Ibutop, đồng thời biết cách sử dụng Ibutop sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham